trở lại cùng chị Hằng My với những thông tin về thời tiết. Tối nay tại Cần Thơ và các nơi khác ở Nam Bộ, thời tiết có điều gì cần lưu ý không chị Hằng My? Dạ vâng, xin chào trường quay VTV Cần Thơ cùng với quý vị khán giả. Dự báo tối và đêm nay, Cần Thơ và Nam Bộ sẽ có thời tiết chủ đạo là tạnh ráo, trời ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất ở tại Cần Thơ và các nơi khác của miền Tây Nam Bộ trong khoảng là 25 cho đến 27 độ. Đây cũng là mức nhiệt thấp nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Biên Hòa, Vũng Tàu. Chỉ có Phước Long thấp nhất 24 độ. Từ sáng đến trưa mai, Nam Bộ sẽ có nắng với mức nhiệt cao nhất ở tại thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Thủ Dầu Một cũng như là Biên Hòa và Cần Thơ, Cà Mau hay là các thành phố của miền Tây Nam Bộ trong khoảng là 32 cho đến 33 độ. Do nắng nhiều nên là chỉ số tia UV giữa trưa ở Nam Bộ khá cao. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ hay Cà Mau, mức UV đã lên đến mức 8 đến mức 10. Đây là mức gây hại rất cao cho da và mắt. Vì thế, ngay cả khi di chuyển bằng xe ô tô, quý vị vẫn cần chú ý các biện pháp chống nắng như là thoa kem chống nắng 30 phút trước khi ra ngoài, đeo kính có khả năng chống tia UV. Đầu giờ chiều, mây dông lại kéo đến và gây mưa cho nhiều tỉnh thành của khu vực Nam Bộ. Có nơi mưa lượng khá, tương ứng với những vùng màu xanh đậm xuất hiện ở trên bản đồ. Trong mưa dông thì quý vị cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Phú Quốc thì cũng có mưa vào chiều muộn của ngày mai. Còn trước đó thì trời vẫn nắng, nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá là 31 độ. Chuyển sang dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, thời tiết ổn định, ít mưa, gió cấp 4, cấp 5. Còn vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang thì tiếp tục có mưa dông, kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh.